Phủ Đề Gia ở Rễ, chương 5642 đến chương 5646. Theo nhận thức của Thi Hào, hắn một cước này bày ra chiến lực cùng phong thái tại bên trong toàn bộ tân sinh của Học viện Địa Tông. Chỉ có Dương Phi là có thể vượt qua được hắn. Ngay tại lúc Thi Hào đang dương dương đắc ý, thời điểm nhìn xuống Bùi Nghi Minh chờ anh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, Bùi Nghi Minh đã vỗ vỗ tay, một mặt tán thưởng nói: quả thực là mạnh mẽ, ra ngoài đầu đường quơ một chút hẳn là có thể kiếm được miếng cơm để ăn rồi à. Lời này vừa nói ra, Thi Hào sắc mặt chính là đột nhiên trầm xuống. Liền một bên, Dương Phi cùng huấn luyện viên kia đều là vô thức liếc Bùi Nghi Minh một chút. Bùi Nghi Minh nói Thi Hào chỉ là một tên sơn đông mãi võ, đó không chỉ là đang giễu cợt Thi Hào mà là đang trào phúng tất cả những người học tập tán đả giữa sân, cho rằng bọn họ đều là mãi võ mà thôi. Mà một số đồng học vốn dĩ đang đồng cảm với Bùi Nghi Minh, giờ phút này nhìn xem Bùi Nghi Minh biểu lộ cũng tràn ngập xem thường, rõ ràng không có cái bản lĩnh gì còn giả bộ cái trâu bò gì chứ. Có câu nói rất hay, đó là tự mình biết mình. Một chút tự mình hiểu lấy đều không có, bị người nhầm vào đúng là đáng đời à. Bùi đồng học, xem ra người rất thích muốn chết à. Thi Hào ngoài cười nhưng trong không cười, mở miệng nói ra: vậy ta liền thành toàn cho ngươi. Tiếng nói vừa dứt, hắn vọt thẳng đến trước người Bùi Nghi Minh, sau đó một chân hướng về vị trí huyệt thái dương của Bùi Nghi Minh quất tới. Một cước này tốc độ cực nhanh, mang theo vài phần lăng lệ. Nếu như là người bình thường bị một chân đạp đến dạng này, chỉ sợ cũng muốn trực tiếp bị chấn động não à. Chẳng qua nhìn thấy Thi Hào đối với mình hạ nặng tay, Bùi Nghi Minh cũng lười ra tay mà là né đầu sang một bên. Thi Hào bàn chân nhắm vào trên mặt Bùi Nghi Minh quét tới, bởi vì hắn dùng sức quá mạnh, giờ phút này một kích không trúng đích, trọng tâm bị lệch ra, nháy mắt cả người liền bụp một tiếng nện xuống đất. Thi Hào luống cuống tay chân, đưa tay trái ra chống xuống mặt đất, nhưng là dưới xung lực to lớn, tay trái của hắn rốt một tiếng, xương tay gãy đôi. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương nháy mắt lan tràn mà ra. Thi Hào đau đến toàn thân run rẩy, liền kém chút lăn lộn trên mặt đất. Cái gì? Xương tay gãy mất rồi sao? Trong sân, mọi người thấy một màn này đều là mở rộng tầm mắt, một mặt đều là biểu lộ khó có thể tin. Tất cả mọi người đều coi là Bùi Nghi Minh khẳng định sẽ bị Thi Hào một chân đạp lăn, nhưng là nghĩ không ra lại ra kết quả như vậy. Bùi Nghi Minh cả tay đều không đưa ra, Thi Hào liền bị phế rồi sao? Cái này là sao chứ? Thi Hào cũng là quá yếu đi, đạp không được người Trung Nguyên cũng liền thôi, còn đem xương tay của mình làm gãy mất à? Thi Hào đây là quá bất cẩn. Người Trung Nguyên này vừa mới đều bị dọa sợ, căn bản liền ở tại chỗ không dám nhúc nhích, nói không chừng là Thi Hào đã hạ thủ lưu tình à. Cũng có thể là tiểu tử này đánh lén Thi Hào, đúng không? Đánh lén à? Ngươi nhìn thấy lúc nào tiểu tử này ra tay rồi thế? Một đám đồng học đều nghị luận ầm ĩ, nhìn xem Bùi Nghi Minh biểu lộ thập phần cổ quái. Tất cả mọi người đều coi là anh vẫn luôn đang giả bộ trâu bò mà thôi, nhưng là nghĩ không ra anh ta thế mà vẫn còn có một chút vận khí, thế mà không có bị Thi Hào phế bỏ à. Lữ Phỉ cũng là sắc mặt biến hóa, nàng lúc đầu muốn để Thi Hào phế bỏ Bùi Nghi Minh, nhưng là nghĩ không ra hiện tại Bùi Nghi Minh lại không hề có việc gì Thi Hào ngược lại gãy mất cánh tay trái. Chỉ có thể nói Bùi Nghi Minh chẳng những thắng mà lại thắng được sạch sẽ lưu loát. Thi Hào, tên phế vật này, suốt ngày nói mình là cao thủ đứng thứ hai bên trong tân sinh viên của Học viện Địa Tông, kết quả chỉ là một tên phế vật mà thôi. Lữ Phỉ lẩm bẩm hừ lạnh một tiếng, đối với Thi Hào triệt để chướng mắt, mà ánh mắt khi nhìn xem Bùi Nghi Minh lại tràn ngập âm lãnh cùng mỉa mai. Một lần vận khí tốt, ta liền không tin ngươi có thể mỗi một lần vận khí cũng đều tốt như vậy. Giữa sân, chỉ có Dương Phi nhíu mày nhìn Bùi Nghi Minh một chút. Vì bạn học này, Thi Hào mặc kệ nói như thế nào đều là bạn học
cùng lớp với ngươi. Ngươi đã có thực lực cao hơn hắn, tránh đi là được rồi, làm cái gì mà hạ nặng tay như vậy chứ? Dương Phi giờ phút này một mặt chăm chú nhìn Bùi Nguyên Minh, trầm giọng mở miệng nói ra. Vừa nghe được lời nói của Thi Dương Phi, tất cả mọi người hơi sững sờ. Cái gì? Bùi Nguyên Minh đối với Thi Hào hạ nặng tay hay sao? Bùi Nguyên Minh không phải là một mực đứng yên tại chỗ, bị dọa đến không dám động đậy hay sao chứ? Đây là chuyện thế nào à? Bùi Nguyên Minh thần sắc đạm mạc nhìn xem Dương Phi. Dương Phi lạnh lùng nói, người khác nhìn không ra, nhưng là ta đoán được à. Tại thời điểm Thi Hào một cước thất bại, người có chịu nhận là thừa dịp mọi người không có chú ý, đã duỗi chân trái ra, tại chân trụ của hắn quét một chút hay không? Động tác này tuy không lớn, nhưng là để Thi Hào mất đi trọng tâm, trùng điệp nện xuống đất, gãy mất xương tay. Bùi Đồng Học, ta thừa nhận người có mấy phần bản lĩnh, nhưng là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, dở thủ đoạn vô sĩ, thực sự là làm cho người cảm thấy khinh thường à. Nghe được lời nói của Dương Phi, toàn trường đều là phát ra tiếng ồn ào. Thì ra là thế. Khó trách Thi Hào lại bị gãy tay, nguyên lai là bởi vì người Trung Nguyên này đánh lén hắn. Quả thực không cần tới mặt mũi mà. Bộ Nguyên Minh thả lon nước soda trong tay xuống, nhìn cũng chưa từng nhìn Dương Phi một chút nào, mà là thản nhiên nói, người cái con mắt nào nhìn thấy được ta đánh lén tên phế vật này rồi thế? Dương Phi lạnh lùng nói, không cần nhìn, đoán cũng đều đoán được. Không thấy được mà là dùng đoán hay sao? Bộ Nguyên Minh mỉm cười, nói cách khác, người không có bằng chứng lại chỉ trích ta đánh lén tên phế vật này hay sao? Không chỉ là ngươi, giữa sân căn bản là không có người nào nhìn thấy à? Không nói tới lúc trước là Thi Hào đã chủ động khiêu khích, còn ta vô sĩ lại ra tay sau. Ta chỉ là muốn hỏi một câu, đã ngươi Dương thiếu gia chắc chắn nói ta có bản lĩnh đánh lén, thế nhưng là ngươi có nghĩ tới tên Thi Hào này có tư cách bị ta đánh lén hay không? Hắn xứng sao? Nghe được lời nói của Bùi Nguyên Minh, Dương Phi con ngươi có chút co rút lại. Hắn biết Bùi Nguyên Minh nói không sai. Nếu như Bùi Nguyên Minh thực sự có năng lực xuất thủ sấm sét để toàn trường đều không thấy rõ lắm động tác của anh, như vậy thực lực võ đạo của anh khẳng định đã cường đại đến mức vượt qua trí tưởng tượng. Nếu như vậy Thi Hào thực sự không có tư cách để anh đánh lén. Vừa nghĩ đến đây, Dương Phi đều có mấy phần lúng túng. Chẳng qua Thi Hào xem như tiểu đệ của hắn, hiện tại xương tay đã bị gãy mất, sự tình không có khả năng liền như thế mà trôi qua. Cho nên giờ phút này Dương Phi chậm rãi đứng lên, nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh rồi nói, Bùi Đồng Học, chúng ta đừng nói trước đây đúng sai cái gì. Chẳng qua ngươi đã xem thường tán đả, cho rằng tán đả là thủ đoạn mãi võ bên đường. Như vậy ta cảm thấy, thân là đệ nhất nhân trong tân sinh viên của Học viện Địa Tông, ta cần thiết để cho ngươi biết phân lượng của tán đả hai chữ này. Ngươi có dám đánh với ta một trận hay không? Nghe nói như thế, người ở chỗ này đều là đổ mồ hôi lạnh, nhìn xem Bùi Nguyên Minh biểu lộ là càng là tràn ngập sự thương hại. Còn như Thi Hào đang trên mặt đất kêu lên, càng là một mặt oán độc. Họ Bùi lại dám làm hại xương tay của mình gãy mất. Như vậy Dương thiếu gia không đánh gãy hai cánh tay, hai cái chân của hắn đều không có cách nào làm cho mình ra một ngục khí ác này. Mà Lữ Phỉ càng là một mặt ngưỡng mộ nhìn xem Dương Phi. Lữ Phỉ là nữ thần trong mộng của Thi Hào, nhưng là tại trong mắt Lữ Phỉ, Dương Phi lại có bối cảnh, lại có năng lực dạng như thế này mới là nam thần của cô. Mặc dù Bùi Nguyên Minh vừa mới triển hiện ra ngoài dự liệu, nhưng Lữ Phỉ tin tưởng nếu nam thần của mình chịu ra tay, Bùi Nguyên Minh phần lớn đều sẽ bị người đánh cho ra bã. Không để ý đến dị động tại toàn trường, Bùi Nguyên Minh chỉ là nhàn nhạt liếc Dương Phi một chút rồi nói, khiêu chiến với ta sao? Không sợ chết hay sao chứ? Bùi Nguyên Minh đây là thực sự nói thật lòng. Cùng loại Dương Phi, một tiểu nhân vật như vậy, anh thực sự không quan tâm.
Cũng không phải là anh sợ, mà nếu là mình thổi một hơi không cẩn thận sẽ có thể đem đối phương phế bỏ. Động thủ mà còn phải kiềm chế lực đạo, thật quá mệt mỏi. Nhìn thấy dáng vẻ nhẹ như mây gió của Bùi Nguyên Minh, tất cả mọi người trong toàn trường đều bất mãn. Họ Bùi kia, ngươi không phải là có cái bệnh nặng gì à? Ngươi sẽ không cảm thấy mình sẽ là đối thủ của Dương thiếu gia chúng ta chứ? Còn dám uy hiếp Dương thiếu gia sao? Ngươi cho rằng ngươi biết nói chuyện, mọi người liền sợ ngươi hay sao? Chó cắn người thường không sủa à? Một đám đồng học giờ phút này đều đứng lên chỉ mặt Bùi Nguyên Minh mắng chửi. Đúng à, vừa mới rồi hắn chẳng qua là đánh lén Thi Hào, chiếm một chút tiện nghi mà thôi, liền cảm thấy mình rất đáng gờm hay sao chứ? Một nữ đồng học cười lạnh lên tiếng, một tiểu nhân vô sĩ, chỉ biết đánh lén, tính là cái rắm gì à? Dương thiếu gia, trừ phi hạ thủ lưu tình, bằng không mà nói, nửa đời sau này của hắn đều chỉ có thể nằm tại trên giường à? Nghe được một đám học sinh đều đang thổi phồng Dương Phi, Bùi Nguyên Minh thần sắc càng phát ra đạm mạc. Đối với anh mà nói, Dương Phi dạng mặt hàng này liền tư cách để anh nhìn thẳng, một chút đều không có. Vừa nghĩ đến đây, Bùi Nguyên Minh buồn bực, ngán ngẩm, đứng lên, liền chuẩn bị rời đi. Cùng những người này phế lời làm cái gì à? Lãng phí thời gian. Lữ Phỉ càng là hít mắt, hai tay bóp chặt ngực, một mặt ngạo kiều. Họ Bùi, người căn bản cũng không biết chỗ đáng sợ của Dương thiếu gia chúng ta. Hắn trừ quen thuộc với tán đã ra, từ nhỏ đã tu luyện càng là võ công gia truyền của bộ tộc Kim Tượng. Loại người như ngươi, chỉ cần Dương thiếu gia nguyện ý, như vậy hắn một cái bàn tay liền có thể đem ngươi đập bay. Hiển nhiên Lữ Phỉ dạng tiểu nữ sinh này thế nào có khả năng lý giải được sự khủng bố cùng chỗ cường đại của Bùi Nguyên Minh được à? Ngược lại là huấn luyện viên kia dường như cảm thấy Bùi Nguyên Minh có chút ít bản lĩnh. Giờ phút này hắn híp mắt nhìn xem Bùi Nguyên Minh, lạnh lùng nói, các người muốn động thủ có thể, nhưng là ghi nhớ phải dừng tay đúng lúc. Dương thiếu gia nếu như bị trọng thương, ngươi phụ trách không nổi à? Nói lời bóng gió chính là nếu Bùi Nguyên Minh bị thương thì sẽ không một ai để ý tới. Hiển nhiên vì huấn luyện viên tán đả này hoàn toàn đứng về phía Dương Phi. Bùi Nguyên Minh lại không để ý tới những người này mà là xoay người rời đi. Bùi Nguyên Minh, ngươi sợ rồi sao? Nếu sợ liền đi xin lỗi Thi Hào, khẩn cầu sự tha thứ của hắn. Bằng không mà nói, hôm nay ngươi không có cách nào rời đi được đâu. Dương Phi thân hình khẽ động, ngăn lại đường đi của Bùi Nguyên Minh, sau đó chắp hai tay sau lưng, một dáng vẻ phong độ nhẹ nhàng. Thật giống như là hắn, giống như đại hiệp giang hồ từ trong phim truyền hình đi ra, đến chủ trì chính nghĩa. Mà dưới sự so sánh, Bùi Nguyên Minh đánh lén Thi Hào, sau đó chuẩn bị chạy trốn, liền lộ ra 10 phần hèn mọn cùng đáng khinh. Vô luận là từ trên tình cảm hay là bên trong sự nhận biết, tất cả mọi người đều tin tưởng Bùi Nguyên Minh khẳng định là sợ Dương Phi. Dương Phi một tay liền có thể đánh gục Bùi Nguyên Minh. Dù sao, Học viện Địa Tông tại bên ngoài Vạn Lý Trường Thành không phải là nơi mà một người Trung Nguyên có thể đến diễu võ dương oai. Hay à, muốn động thủ thì tới đi. Nhìn thấy Dương Phi ngăn lại đường đi của mình, Bùi Nguyên Minh im lặng nhìn lên bầu trời, sau đó thở dài một hơi, mở miệng. Anh im lặng, tại trong mắt của mọi người liền biến thành cao cao tại thượng, xem thường cùng phát lối. Ngươi! Giờ phút này Dương Phi cũng có chút giận dữ. Hắn mặc dù không có một chút phách lối bá đạo như Thi Hào ở trong học viện diễu võ dương oai, nhưng là Dương Phi lại hết sức tự phụ. Tại trong sự nhận thức của hắn, tại bên trong học viện Địa Tông không một ai có thể lọt vào trong mắt của hắn. Mà giờ phút này Bùi Nguyên Minh lại nhẹ như mây gió, trực tiếp chọc giận Dương Phi cao ngạo. Dương Phi nhìn thật sâu Bùi Nguyên Minh một chút, sau đó lạnh lùng nói, vậy Bùi đồng học ngươi, tiếp chiêu đi. Tiếng nói vừa dứt, Dương Phi một bước phóng ra, trực tiếp lao đến trước mặt Bùi Nguyên Minh, sau đó xoay người một cái, một đạo trường quyền hướng về phía lồng ngực Bùi Nguyên Minh nện xuống.
Một quyền này nhìn như đơn giản, nhưng lại ẩn chứa mấy phần đạo lý thiên hạ võ công, không gì không phá, chỉ có nhanh là không thể phá. Thậm chí, tại thời điểm nắm đấm ra một quyền này, trong không khí đều có âm thanh phá âm, dồn dập truyền ra. Bùi Nguyên Minh vốn dĩ không hứng thú cho lắm, giờ phút này ngược lại là có một tia hứng thú. Dương Phi này hiển nhiên là có mấy phần thiên phú, công phu quyền cước đơn giản nhất lại có thể tu luyện đến một nước này. Nếu như hắn là thủ hạ của mình, được mình dạy dỗ thêm mấy năm, nói không chừng sẽ có cơ hội trở thành một đời bình vương, ngày sau tiến thêm một bước, trở thành một đời chiến thần, cũng có cơ hội rất lớn. Tại thời điểm Bùi Nguyên Minh thưởng thức Dương Phi, giữa sân càng là truyền đến không ít âm thanh các nữ sinh đang gào to. Hiển nhiên, tại bên ngoài vạn lý trường thành, một mẫu ba phần đất này, ở một nơi như học viện Địa Tông, Dương Phi xác thực được cho là tài năng xuất chúng. Có tiểu nữ sinh trở thành fan hâm mộ, mê muội hắn, dường như cũng là chuyện bình thường. Mà huấn luyện viên tán đả kia càng là trong lòng thở dài. Không hổ là Dương thiếu gia, đến từ bộ tộc Kim Tượng, thân thủ kinh người như vậy, tương lai có thể có hy vọng. Nếu như có cơ hội được người Tam Đại Chùa Chiền coi trọng, đi tu luyện võ đạo chân chính, ngày sau thành tựu là không thể đoán trước à. Không biết tiểu tử họ Bùi này có thể bị một quyền này trực tiếp làm trọng thương hay không. Huấn luyện viên tán đả có chút hăng hái nhìn xem Bùi Nguyên Minh. Hắn suy nghĩ, nếu đổi thành mình giờ phút này, biện pháp tốt nhất chính là tránh né, tạm thời tránh khỏi sát chiêu này. Nhưng vấn đề là quyền thế của Dương Phi lại tung ra liên miên không dứt. Chỉ cần Bùi Nguyên Minh tránh đi một kích, kích tiếp theo có thể sẽ không cách nào tránh được. Có thể nói thắng bại đã định, bốp. Sau đó, ngay tại thời khắc mấu chốt này, đã thấy được Bùi Nguyên Minh đứng tại chỗ giữa sân, chưa hề nhúc nhích, tay phải khẽ nâng lên, ngón trỏ duỗi ra, trực tiếp chống đỡ tại phía trên một quyền toàn lực ứng phó này của Dương Phi. Một âm thanh nhẹ nhàng phát ra, ngón tay duỗi ra của Bùi Nguyên Minh không hề nhúc nhích, thân hình càng là không có chút biến động nào. Cái này sao có khả năng chứ? Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh một đầu ngón tay liền ngăn trở một kích toàn lực của mình, Dương Phi bị dọa đến kém chút hồn phi phách tán. Hắn nghĩ tới rất nhiều khả năng, nhưng là cho tới nay cũng không có nghĩ tới Bùi Nguyên Minh thế mà mạnh đến tình trạng không thể tưởng tượng như thế. Một đầu ngón tay liền ngăn lại hắn hay sao chứ? Ở trong điện ảnh cũng không dám diễn như thế à? Ta liền không tin, lại đến đi. Sau một khắc, Dương Phi thân hình khẽ động, trực tiếp nhún chân phóng lên trên không trung, nháy mắt sau đó một cước quét ra hướng về phía mặt Bùi Nguyên Minh cắm xuống. Động tác tung cước mau lẹ vô cùng, mà lại là một cước tiếp lấy một cước, mang theo khí thế sấm sét lôi đình. Cước này hiển nhiên đã đem ngoại môn hoàn luyện tu luyện tới mức cực hạn. Người bình thường học tập tán đả căn bản không có khả năng nắm giữ sát chiêu dạng này. Bốp bốp bốp, một cước tiếp lấy một cước, một cước sau mạnh hơn một cước trước. Nhưng là chỗ giữa sân, Bùi Nguyên Minh lại thần sắc bất động. Anh duỗi ra ngón tay, chẳng qua là nhẹ nhàng búng ra, liền ngăn trở tất cả thế công của Dương Phi. Làm thế nào có khả năng chứ? Huấn luyện viên tán đã thần sắc khó coi như là vừa đớp kích, trong lòng chỉ còn có tuyệt vọng. Ngoại môn nhìn xem náo nhiệt, trong nghề nhìn xem môn đạo. Chỉ nhìn động tác đơn giản của Bùi Nguyên Minh, huấn luyện viên tán đả này liền rõ ràng, cho dù Dương Phi lại khổ tu thêm mấy chục năm, cũng không có khả năng làm bị thương Bùi Nguyên Minh một chút nào. Giờ phút này Dương Phi nhìn thì công kích thật uy phong lẫm liệt, nhưng đơn giản là Bùi Nguyên Minh lại lười nhác nghiêm túc. Bốp, bốp, bốp. Dương Phi một chiêu so với một chiêu còn mạnh hơn, một chiêu so với một chiêu còn nhanh hơn. Ngay từ đầu còn có không ít nam nữ học sinh đang lớn tiếng khen hay, nhưng là rất nhanh tất cả mọi người đều nhìn ra có chỗ không đúng. Bởi vì Bùi Nguyên Minh quá thờ ơ, từ đầu đến cuối sắc mặt liền không có biến hóa gì,
thân hình cũng không thèm nhúc nhích. Ngược lại là nhìn Dương Phi, dường như uy phong lẫm liệt, đang xuất thủ hơn 10 chiêu, về sau cũng bắt đầu có chút thở hồng hộc, mặc kệ là tốc độ hay là lực đạo cũng bắt đầu không mạnh bằng lúc trước. Cái này chẳng lẽ Dương thiếu gia muốn thua rồi sao? Một suy nghĩ không thể tưởng tượng hiện lên ở trong lòng mọi người. Những người này cả đám đều cảm giác sợ nổi da gà. Bịch! Lại là một chiêu qua đi, Dương Phi thần sắc khó coi, ngồi phịch trên mặt đất. Dương Phi áo đạo bào sau lưng Dương Phi đã bị mồ hôi tuôn ra ướt nhẹp. Quyền cước cũng tạm ổn, nhưng là hơi còn kém một chút. Bùi Nguyên Minh chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt mở miệng. Xem ở điểm này, ta có thể nói cho người biết, cái gọi là võ đạo đến cùng là cái gì? Tiếng nói rơi xuống, Bùi Nguyên Minh tay phải để sau lưng, tay trái chậm rãi giơ lên. Chẳng qua là một cái động tác vô cùng đơn giản mà thôi, nhưng trong nháy mắt khóa chặt tất cả đường lui của Dương Phi. Dương thiếu gia, cẩn thận! Huấn luyện viên tán đã sắc mặt đều biến. Động tác của Bùi Nguyên rất đơn giản, nhưng là mỗi một động tác trong mắt hắn đều là đơn giản nhất. Cho nên lúc này huấn luyện viên tán đã hiểu ra, cho dù là Bùi Nguyên thổi một hơi, Dương Phi cũng đỡ không nổi, huống chi là Bùi Nguyên chuẩn bị ra tay rồi à. Chỉ tiếc hắn lời còn chưa dứt, Bùi Nguyên đã một bước phóng ra, sau đó trở tay, một bàn tay liền quất tới. Một tát này nhìn như vô cùng đơn giản, nhưng là tại trong một nháy mắt quất ra, tất cả mọi người đều có một loại ảo giác, đó chính là một tát này tại trong chớp mắt mở rộng tới vô hạn, sau đó còn lại trong toàn bộ tầm mắt đều chỉ còn lại một bàn tay này. Dương Phi đề phòng toàn bộ tinh thần muốn tránh đi, nhưng là Bùi Nguyên Minh một tát này nhìn như đơn giản, nhưng là tốc độ cùng lực đạo lại làm cho Dương Phi liền cơ hội cảm ứng phản ứng đều không có. Bốp! Một tiếng vang giòn truyền ra, Dương Phi thân hình trực tiếp văng ngược ra, lăn không bay ra mười mấy mét, về sau mới trực tiếp nện ở trên vách tường phía sau. Dương Phi kho kịch liệt, mà lúc hắn bò dậy lại cảm thấy má trái của mình bỏng rát, một loại cảm giác đau đớn từ toàn thân cao thấp lan tràn mà ra. Trừ cảm giác đau đớn ra, một loại sỉ nhục khó tả càng là hiện lên ở trong lòng Dương Phi. Thời khắc này, Dương Phi hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Dù sao, thân thủ mà mình vẫn lấy làm kiêu ngạo, ở trước mặt đối phương, liền một cái rắm cũng không bằng. Một bàn tay liền bị đập bay rồi sao? Sỉ nhục à! Mà một màn này cũng là làm cho toàn bộ bên trong võ quán đều là chết lặng. Tất cả mọi người đều là trợn mắt, há hốc mồm. Mọi người cũng không thể nghĩ đến, Bùi Nguyên Minh chẳng những thắng, mà lại thắng được sạch sẽ, lưu loát như thế. Một bàn tay mà thôi, dễ dàng, tùy tiện. Liền đem Dương Phi, có thể xưng là võ đạo đệ nhất nhân trong tân sinh viên của Học viện Địa Tông, đánh bại rồi sao? Cái người Trung Nguyên này là đang giả heo, ăn thịt hổ à? Dương thiếu gia không thể là đối thủ của hắn chỉ trong một hiệp. Vậy tại bên trong toàn bộ tân sinh viên của Học viện Địa Tông, hắn chẳng phải là tồn tại vô địch hay sao? Chẳng lẽ Học viện Địa Tông năm nay sắp thay đổi rồi sao? Tất cả mọi người đều là hai mặt tròn mắt nhìn nhau. Võ thuật tại bên ngoài vạn lý trường thành, người có thực lực càng mạnh ở nơi này liền có thể càng có được nhiều sự tôn trọng. Rất nhiều đồng học giờ phút này cũng bắt đầu suy nghĩ, sau đó phải ôm đùi Bùi Nguyên Minh như thế nào đây. Dương Phi mặc dù đến từ Dương gia bộ tộc Kim Tượng, nhưng là Bùi Nguyên Minh giờ phút này triển hiện ra năng lực, sợ rằng sẽ trực tiếp được tam đại chùa chiền coi trọng, tương lai rất có hy vọng à.